Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Head Honda Đức ạ. Thì trong clip ngày hôm nay, Nhật sẽ cập nhật cho bạn về những cái phiên bản mà mới nhất của dòng xe Way RX phiên bản của 2024. Thì như các bạn đã biết thì dòng xe Way RX phiên bản của 2024 từ lúc ra mắt đến bây giờ thì cái độ hot của nó rất là lớn, nhu cầu khách hàng tìm về dòng xe này rất là nhiều. Và đặc điểm hơn ở khu vực các bạn những cửa hàng nhỏ lẻ sẽ không có những cái phiên bản này. Thì hôm nay thì Nhật sẽ quay cho các bạn những cái phiên bản này và những cái phiên bản này có bao nhiêu màu sơn hoặc là giá như thế nào, nhưng mà các bạn mình xem clip nha. Thì trước khi những cập nhật quay clip thì những sẽ cập nhật về địa chỉ cửa hàng tí xíu. Là head của mình là Head Honda Đức 10, địa chỉ là ấp Châu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và một cửa hàng để các bạn mình có thể là dễ dàng mình xem xe là ở Mỹ Tú nha bạn. Thì các bạn mình có nhu cầu tư vấn thì mình có thể là liên hệ với Nhuận hoặc là liên hệ với An, số điện thoại có để trên màn hình. Các bạn mình có thể là gọi một trong hai số điện thoại có thể là tư vấn với giá khuyến mãi tốt hơn và chương trình khuyến mãi tốt nhất dành cho các bạn luôn nha các bạn. Rồi thì Nhuận sẽ quay cho các bạn lên cái phiên bản màu xanh trước. Thì ở phiên bản màu xanh này chính là cái phiên bản có hiện diện ở trên cái phiên bản của bánh mâm. Thì ở phiên bản bánh mâm ở phiên bản của 2024 này nó sẽ có những màu sơn, chẳng hạn như là phiên bản màu đỏ đen nè, phiên bản trắng đen nè, và phiên bản hiện tại là phiên bản màu xanh đen. Với phiên bản màu xanh đen này thì ở những cái dòng xe màu xanh này cũng đã rất là thành công, chẳng hạn như là dòng xe Future phiên bản màu xanh đen, phiên bản Wenfa xanh đen, và hiện tại trên dòng GX cũng có phiên bản màu xanh đen này luôn. Và màu xanh đen này thì hầu như 80-90% khách hàng đã đến đều chọn những phiên bản màu xanh đen này. Thì hôm nay thì cửa hàng bên mình cũng đã về đầy đủ tất cả phiên bản màu sơn, bao gồm cả những cái phiên bản bánh căm và phiên bản bánh mâm. Lúc nào cũng có đầy đủ hàng để các bạn mình có thể là dễ dàng mình lựa chọn cũng như là mua sắm trong dịp lễ Tết dân tộc nha các bạn. Thì ở phiên bản này thì nó sẽ có những cái chi tiết thay đổi nhẹ, chẳng hạn như là cái phần đầu đèn nó sẽ thay đổi, tăng thêm cái vẻ hầm hố hơn nha các bạn so với những cái phiên bản cũ. Nếu như ở phiên bản cũ 2023 thì nó sẽ góc cạnh nhiều hơn, thon gọn về cái phần mặt nạ trước, thì ở phiên bản của 2024 này nó sẽ lớn hơn về cái phần mặt nạ, nó sẽ thể hiện cái độ ngầu hơn, hầm hố hơn cho các bạn ha. Và hiện tại thì mẫu 2024 này nó sẽ tiết kiệm xăng hơn so với phiên bản của 2023 nha các bạn. Ở phiên bản này thì các bạn mình rõ ràng, các bạn mình cũng nhìn thấy là chỉ 1.56 lít trên 100 km các bạn, cực kỳ tiết kiệm xăng luôn nha. Nó chỉ đứng sau về dòng xe Future thôi. Hiện tại thì các bạn có thể là chọn về dòng xe Future hoặc là sau dòng xe Future thì mình có thể là chọn ở dòng xe này ha. Ở phiên bản 2024 này có một điểm thay đổi mà Nhuận rất là thích, chẳng hạn như là cái phần này. Cái phần hông này sẽ thay đổi đó là thành cái phiên bản màu bạc luôn các bạn, phiên bạc hai bên. Thì phiên bản màu xanh này sẽ kết hợp với là những cái bửng này hoặc là kết hợp thêm những cái bộ tem dập nổi 3D và kết hợp thêm cái phuộc sau là cái phần, hoặc là kết hợp thêm một cái con heo dầu ở trước nữa nè các bạn. Đây là những cái điểm thay đổi ở 2024 mà nó nhấn mạnh hơn so với cái bản 2023, nó cực kỳ đẹp ha. Và mình sẽ quay lại cái phần là mặt đồng hồ nè các bạn. Mặt đồng hồ thì nó sẽ thể hiện những cái thông số mà các bạn thấy rất là dễ nhìn nha các bạn, rất là dễ nhìn ha. Các bạn mình có thể là xem ở những chi tiết chẳng hạn như là km tổng nè, báo xăng nè, hay là những cái thông báo số thì rất là dễ nhìn nha các bạn. Thì kế tiếp là Nhuận thấy có một cái điểm là Nhuận rất là thích ở phiên bản này, chính là cái mình có thể là dễ dàng mình mở yên, chỉ cần một nút nhấn nha bạn. Đó, các bạn thấy rất là dễ mà dễ dàng mở nha bạn. Đó, thì hộp đựng đồ của dòng xe này thì cũng là hộp đựng đồ dạng chung tương đối lớn, mình có thể là để nón bảo hiểm hay là rất là nhiều vật dụng nha bạn. Và bình xăng này các bạn thấy bình xăng là với dung tích là 3,9 lít xăng nha bạn, mình có thể là để đổ xăng rất là nhiều ở vị trí này, mà các bạn mình đi vào những cung đường dài hơn mà mình không lo vấn đề là mình phải đổ xăng nhiều chỗ nha bạn. Và kế tiếp là ở phiên bản bánh căm thì ở những phiên bản bánh căm thì nó có cái phiên bản màu đỏ nha bạn, phiên bản màu đỏ ở phiên bản bánh căm thắng đùm. Ở phiên bản này thì chỉ có phiên bản màu đỏ thôi nha, còn ở phiên bản mà bánh căm thắng đĩa thì nó nằm ở trên phiên bản là màu đen nhám ở phiên bản đặc biệt á. Thì hầu như là ở phiên bản màu đỏ này khách hàng cũng rất là thích nha bạn, ở phiên bản bánh căm thắng đùm nha bạn. Thì hiện tại ở thời gian trước các bạn mình đã gọi về cửa hàng thì có chọn những phiên bản màu đỏ mà các bạn mình chưa chốt được á, thì bây giờ thì cũng xe cũng đã về rất là nhiều rồi, cho nên mình có nhu cầu thì mình cứ quay lại cửa hàng để mình được hưởng chương trình khuyến mãi cũng như là giá tốt nhất tại cửa hàng nha các bạn. Thì quay RX thì Nhuận sẽ cập nhật giá cho các bạn luôn nha. Thì giá hôm nay nó chỉ từ là 22.400.000 thôi nha bạn. Hiện tại có rất là nhiều phiên bản cũng như là nhiều giá. Các bạn nào cần giá cụ thể hơn thì có thể là liên hệ với em Nhuận hoặc là em An, số điện thoại để trên màn hình ha. Thì hiện tại
trong dịp lễ Tết dân tộc này á, các bạn mình sẽ được hưởng chương trình khuyến mãi ngay sau đây. Chẳng hạn như là chương trình hỗ trợ trước bạ 500.000 triệu thẳng trên giá, và chương trình này duy nhất tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 luôn nha bạn. Bên ngoài thì chắc chắn không có chương trình này. Và kế tiếp á, là chương trình hỗ trợ cho bạn về cái phần voucher phụ kiện. Thì với chương trình này á, các bạn mình sẽ được hưởng chương trình là giảm được 30% giá trị về cái phần phụ kiện. Thì sau khi hỗ trợ 30% thì các bạn mình còn được hưởng giảm thêm là 300.000 để gắn miễn phí trên xe. Thì với những dòng xe số mình sẽ được hưởng giảm giá là 300.000, còn những dòng tay ga thì các bạn mình sẽ được hỗ trợ giảm giá từ 500.000 tới 1 triệu đồng tùy theo dòng xe nha. Các bạn mình không gõ vào chương trình nào, cứ việc comment dưới phần bình luận thì sẽ được nhân viên của mình tư vấn gõ hơn, hoặc là nhanh chóng hơn thì gọi cho nhân viên bán hàng nha các bạn. Rồi, kế tiếp á, là những sẽ chia sẻ về cho các bạn về một cái chương trình là đổi xe nha các bạn. Thì với chương trình này á, thì các bạn mình cần phải có một dòng xe đời cũ mình không sử dụng, có thể là xe nó cần phải sửa chữa nhiều quá, hoặc là chi phí sửa chữa cao quá, hoặc là mình không yên tâm về những dòng xe cũ, những dòng xe mình phải đi những cái đoạn đường dài hơn mà nó hao xăng quá mức, thì thay vào đó mình sợ chi phí tốn xa nhiều quá mà mình không hoạt động không có quy định á, thì mình nên tham gia việc đổi xe này. Thì với chương trình đổi xe này á, các bạn mình sẽ được hưởng cái chương trình là trả góp 0% lãi suất. Mà chương trình này á, thì theo nhận thấy á, thì rất là tốt cho các bạn ha. Bên ngoài thì chắc chắn không có chương trình này ha. Các bạn mình cần phải đổi xe và đến ngay cửa hàng Honda Hồng Đức mới được chương trình này ha các bạn. Cửa hàng bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn về cái phần chi phí trả góp để các bạn mình hưởng chương trình 0% lãi suất này luôn. Còn các bạn mình có nhu cầu mình mua tiền mặt á, mình đổi xe luôn á, thì cửa hàng cho mình sẽ hỗ trợ cho các bạn là giảm ngay 1 triệu đồng nữa cho các bạn. Hoặc là các bạn mình mua xe trả góp với lãi suất cực kỳ rẻ, lãi suất 0.79% và nhận luôn cả gốc đó các bạn. Rồi mình đổi xe luôn thì giảm được 1 triệu đồng nữa các bạn. Tùy theo các bạn mình có nhu cầu như thế nào thì nhân viên bên mình sẽ tư vấn rõ hơn về chương trình đó nha các bạn. Chi tiết thì các bạn mình có thể liên hệ với hai số điện thoại để trên màn hình ha, Nhượng hoặc là liên hệ với bạn An ha các bạn. Rồi, hiện tại á, thì Nhượng sẽ chia sẻ thêm về cái phần trả góp lãi suất ưu đãi này. Lãi suất 0.79%. Các bạn mình có nhu cầu mình mua xe trả góp mà mình không có nhu cầu mình đổi xe á, thì cửa hàng bên mình sẽ áp dụng cho bạn một cái lãi suất cực kỳ rẻ, cực kỳ ưu đãi mà bên ngoài thì chắc chắn không có chương trình này ha. Chỉ cần trả trước khoảng 20% giá trị xe thì nhận thấy thì 20% nó tầm khoảng cỡ 4 triệu ngoài thôi. Các bạn mình sẽ được hưởng cái chương trình trả góp lãi suất 0.79%, và còn hơn thế nữa, các bạn mình sẽ được hỗ trợ giao luôn cầu và gốc luôn nha bạn. Và hầu như chương trình này á, thì theo nhận thấy thì bên cửa hàng bên ngoài chỉ giao cho các bạn về cái phần cầu vẹt ô tô để mình đi đường thôi. Các bạn mình hãy đến ngay cửa hàng Honda Hồng Đức 10 để hưởng chương trình này, vừa lãi suất rẻ mà vừa được nhận cầu vẹt ô tô, cầu vẹt gốc nha bạn, xin lỗi các bạn ha. Và hiện tại á, thì cửa hàng bên mình cũng đang có cái chương trình á, là check hồ sơ online dành cho các bạn mình có nhu cầu mình dự định mình mua xe mà mình không có thời gian để cửa hàng để lên hồ sơ online á, thì các bạn mình cứ việc gửi căn cước công dân để cho nhân viên bên mình tư vấn rõ hơn về phần này ha. Còn các bạn mình có nhu cầu mình giao xe tận nhà thì bên cửa hàng bên mình luôn hỗ trợ cho các bạn chính sách giao xe một cách là nhanh nhất, là cụ thể cho các bạn luôn ha, và thời gian gai biển số cũng nhanh chóng ha. Rồi, thì cửa hàng bên mình sẽ kết thúc báo giá dòng xe gửi tiếp đây các bạn. Rồi, xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip ạ. Xin chào ạ.